Kính thưa quý vị, các diễn viên đóng thế pha nguy hiểm đòi lập giải Oscar, tin từ Beverly Hills, California. Các diễn viên chuyên đóng thế những pha nguy hiểm biểu tình bên ngoài trụ sở của Học viện Nghệ thuật và Khoa học Điện ảnh tại Beverly Hills hôm thứ Tư. Họ tụ họp để phản đối việc Học viện không nhìn nhận họ vì cho đến nay vẫn chưa có giải Oscar cho thể loại đóng thế pha mạo hiểm. Ông Jeff Wolf, Chủ tịch của Hiệp hội Điện ảnh của người đóng thế nói rằng, ngày xưa ngày này là về, ai sẽ nhảy từ trên lầu cao xuống đất hoặc ai sẽ ngã từ trên lưng ngựa xuống. Nhưng ngày nay, các diễn viên đóng thế pha nguy hiểm cũng tham gia vào việc sáng tạo và thiết kế hành động của mình, bất kể là họ đóng trong phim siêu anh hùng hay những phim như The Martian, Revenant hoặc Mad Max. Ban tổ chức cuộc biểu tình dự trù sẽ trao một thỉnh nguyện thư kêu gọi Chủ tịch Học viện Điện ảnh bà Cheryl Boone Essex lập ra một thể loại gọi là Oscar cho phối hợp viên pha nguy hiểm. Họ nêu lên những cuốn phim được đề cử là phim hay nhất như Mad Max Fury Road dựa vào rất nhiều trên những chuỗi hành động nguy hiểm. Bà Amber Galloway, người khởi xướng thỉnh nguyện thư cho biết các giới chức học viện đã từng đề cập đến việc này nhưng họ gặp khó khăn trong việc nhận ra đúng người để trao giải vì các diễn viên đóng thế không bao giờ lộ mặt thật của mình. Bà Galloway nói rằng học viện nên bắt đầu với giải Oscar cho phối hợp phim pha nguy hiểm và từ đó phát triển thêm.